Tại tỉnh Thái Nguyên, đoàn kiểm tra giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có chương trình kiểm tra giám sát về việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên, công tác triển khai tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 tại các địa phương đơn vị đã hoàn thành trước tiến độ, bảo đảm chất lượng và quy định của pháp luật. Dự kiến toàn tỉnh sẽ có 1.415 khu vực bỏ phiếu, tương ứng với 1.415 tổ bầu cử đại diện lãnh đạo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đánh giá cao việc triển khai thực hiện công tác bầu cử của tỉnh thái nguyên trong thời gian qua tuy nhiên tỉnh cần chuẩn bị tốt cho hội nghị hiệp thương lần ba để chốt danh sách người ứng cử bên cạnh đó cũng cần chú trọng công tác tập huấn cho hoạt động của các tổ bầu cử bảo đảm công tác an ninh và phòng chống dịch trong suốt quá trình diễn ra bầu cử bảo đảm công tác bầu cử song hành cùng thực hiện nhiệm vụ mục tiêu kép